Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ làm cái thứ vlog đi qua cầu Sài Gòn cho mọi người xem nha. Ở đây Sài Gòn thì mình sẽ đi về hướng quận 3. Ok, và một buổi trời chưa nắng thì đẹp. Đúng là trời nắng đẹp thì mà rất là nóng nha mọi người. Ok, đi nào. Let's go.
có cái đường tắt đi gọn hơn. Bây giờ mấy con chậm vậy nha. Để đi về hướng mà chuẩn bị cái khu vực đó là nơi thời là bắt đầu đầu rồi, bên đây mã rồi. Cái khu vực đó là cái khu nhà gọi là gọi phố phố đàn á. Khu đó là chuyên gia bán đàn, nhà bán kiếm đàn đủ loại đồ về đàn nha. Đây mình sẽ đi hướng đó. Các bạn hãy đón xem vào phần tiếp theo của mình.